các hai hai đội đuổi sân công luôn. Kiếp Trang em nó đánh cả gì Bắc Ninh. Cầu Mối gần đánh rất là ok, sao sẽ dưới Tân Hòa chuyển hai về bên này. Sân đầu tiên xa mà này các bạn. Sân đầu tiên mình đến lúc này sẽ hai này. Kiếp vào thì là họ đánh viên Tân Hòa. Tỷ số bây giờ là 1-0. Điểm cho đội hầu như là trận nào cũng thế. Tân Hòa 2-0. Điểm cho Cầu Muối 1-2. Quen quen thôi, nhưng bọn em bây giờ mà học thêm ạ. Điểm cho Tân Hòa 3-1. À, đây các cầu thủ đã có trọng tài nhá, nghe còi. Đập bóng ra ngoài. Tâm bóng ơi, bóng ơi. Đây là giải đấu của nhà quê trọng tài toàn cái quần cái bác gỗ với cái hạt thì và đây là đề nghị các trọng tài các cầu thủ không nên đi trước. Chúng ta cứ dưỡng da thật đẹp sau rồi chúng ta đi đánh bóng rồi lại hỏng. Dễ nhà đánh kết quả dọc biên mộng mốc cầu cào rất khó. Đặt bóng không qua lưới. Điểm cho Tân Hòa 16. Và lại bình luận luôn rồi. Đúng rồi, chiều cây là kia là mát rồi. Điểm cho Tân Hòa 12-6. Lại xe 3 giống Phú Yên với Xuân Phương. Đây là trận 2 à? Đây là trận 2. Giờ mới trận 2 á. Thế một ngày này em xong hết rồi. Có 6 đội. Hai bảng. Có một sân nữa à? Hay một đọc sân này thôi. Điểm cho công ăn điểm cho Tân Hòa 13-6. À, hết trận này là 10 giờ. Thế còn 2 trận nữa thì đến 11 giờ. Hai sân nhanh nhỉ? Hai sân. Cái nhảy cao như là... Nó nhảy nó cũng... Nó đập thì nó cũng... Chịp vào lưới rồi. Đánh lưới nam nhá. Trang của đánh điểm cho Cầu Muối 7-13. Bóng không có lưới nhưng mà nó lại đập thẳng vào mình chắn này đúng không? Tí đập thẳng vào đây mình bắn ra ngoài nó cứ cãi là thì không có lưới mà lại bắn ra ngoài được. Thì kia nó có lưới thì nó bóng thì cái này nó ý là đấy nó bắn ra ngoài nó phải bắn ra ngoài bên mình bắn ra ngoài bên nó ấy thì xong rồi mình bảo là thế mày không hiểu rằng là không có lưới mà. Như là tay của người ta ở nhá tầm lưới này thì vào tay nó phải bắn đi à nó cứ cãi chầy cái gì mình bảo là thắng lưới thì ai chẳng nhìn thấy đánh hôm nay mình bảo là thôi thế thì chịu nó cãi thế thì chịu ngại kiến. Điểm cho Cầu Muối 8-13. Mãi dưới lưới 20 phân mà nó vào cái chỗ này mình nó vẫn bắn đi. Mới lại em cứu một quả bóng cái này nó lại không vào má chân nó lại vào mũi chân. Nó xoáy vào sau rồi người sau rồi sao nó bảo là lăn ở trên đùi em mà lại có quả bóng này đánh nó lại lăn được cả trên đùi nó lại tạo lại. Sao có những quả chẳng ai. Ồ nhưng mà nhiều khi mà nó mà Trang nó không có mà không có mà quay thì cũng mà nghe điểm cho Cầu Muối 9-13. Cuối cùng là không phải sai, lấy sai ở trong cái bàn như này. Điểm thấp không thì chết. Đây đây rồi. Ra lên. Điểm cho Cầu Muối 10-13. Mà đánh cái bọn nó cãi kiểu này chúa một Tân Hòa 14-10. Tao đánh cái Phú Thọ cái set đầu tiên xem đều 2 phút và sang set thứ 2 thua đậm. Cao lên.
điểm cho cầu muối 11, 14. Anh ơi, bắn bóng ngoài sân, điểm cho cầu muối 12-14. Điểm cho cầu muối 13-14. Chuyển ra biên, đánh biên. Đánh giữa nó chắn hết. Điểm cho cầu muối 14 đều. Đánh ra biên nó chắn thế, cứ đánh ở giữa thì nó chảy ụp hết à. Này là xe hài hết đấy. Anh biên như này khó, hai quả với tay. Chuyển ở giữa nó thì chả chắn nó ụp hết. Ai trả đánh, ai trả chơi bộ. Điểm cho Tân Hòa 15-14. Bên kia đôi một chúng ta ở bên này. Điểm cho cầu muối 15 đều. Tài nhìn vạch đấy. Cao lên. Này cái đứa số 7 kia công tốt rồi. Con. Điểm với Tân Hòa 16-15. Đấy, nãy mình cũng bị thế. Đấy, mình đấy. Em cũng xì thế đấy. Đấy, mình cũng bị thế. Mấy quả kiểu như thế. Ngọc cũng ở cái gạo này đấy. Cái gạo ấy một quả thôi. Ba con này. Một quả này. Mỗi người làm lòng quá thì nó thành hết thì có gì đâu nhỉ. Điểm cho Tân Hòa 17-15. Điểm bắn ra còn chuyện thua. Điểm cho cầu muối 16-17. Mười tám mười bảy. Mẹ đi, mẹ không bán đây một tí nữa.
đấy không dứt điểm được, mệt lắm. Sao cái sân này họ đổ không đổ thêm một tí nhỉ, đổ như thế này tròn 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 là đánh phát bóng này đứng ở đâu, đường đất thì có nhỉ, mặt đất thì rộng như thế này thêm vào sân đấy nữa nhỉ. Ôi ngoài rồi, quả đấy còn lâu rồi. Điểm cho Tân Hòa 18 đều. Điểm cho Cầu Muối 19-18. Cô bảy cái gân này cho cầm tốt. Đứa này cầm bóng xuống. Đi giữa này. Điểm cho Tân Hòa 19 đều. Nó lại nó phải sao? Con gái ngoài sân. Điểm cho Tân Hòa 20-19. Đổi truyền cho Ngân Đập. Điểm cho Cầu Muối 20 đều. Nhưng phải có truyền hai tốt. Đấy, đi lên lên. Bánh nha. Đây. Đây đây. Điểm cho Cầu Muối, điểm cho Tân Hòa 21-20. Ôi trời, điểm cho Cầu Muối 21 đều. Sao lại hoang thế nhỉ? Hai quả sợ cuối rồi, hoang thật đấy. Nếu quả đầu thì không nói gì à? Những quả đấy là rất là an toàn. Quả đang trong giai đoạn quan trọng tí này. Lúc gì em xem chị Thanh là xét an toàn cái ấy này đấy. Đến lúc vào cuối mình cũng hô an toàn, không cần, không cần hiểm. Chỉ cần phát ra. Rồi, phát ra rồi, 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 rồi. Vâng, vâng, vâng. Để cái nướng cái cuối này. Hay rồi. Đẹp quá. Đi chuyển nào. Nhớ đi. 2-2-2-1. Đánh cho Cầu Muối. Chuyển lên, chuyển công vấn đề. Chắc bóng xong lên chuyền. Đối này. Con ơi con. Đối chuyền, đối chuyền. Trong tay, chỉ được xem thôi, không được nói. Đâu đang nói này. Đang trêu chị trong tay. Mặt đẹp quá. Oh! Điểm cho Tân Hòa 23-22. Hát ngủ lên. Giành tòa nhau từng tí một. Điểm cho Cầu Muối 23 đều. Đều quá. Linh chuyển rồi. Cái Linh đúng chuyển rồi. Đánh lên. Điểm cho Cầu Muối 2-4-2-3. Mới một điểm là sao đã hết. Chưa chi đã muốn hết hả? Lấy công nào, bia nào. Bước vào đây đi. Xong rồi. Hai đội này. Cuối này là cũng đánh an toàn đó. Đánh an toàn đấy, bao giờ ai an toàn đấy. Yếu. Nào, đẹp quá em ơi. Điểm cho Tân Hòa 25-24. Hai bên rồi. Thực ra là bao tay trắng. Thế thì bao tay trắng dưới này.
đánh chán như thế nào được. Rồi, đừng quát, đừng quát, nó lại dây tẩy cái là không biết tẩy là chết nhá hình nhỉ. Không, vào tay chắn rồi. Vào tay chắn rồi thì ra đây. Nhưng mà không quát được tay chắn chán, chán bao giờ ra ngoài. Cái sân này mới đổ hả chị? Sân mới. Nhưng mà đổ hạt tiện quá. Ra ngoài này tí, ra ngoài này tí là phải cái lối phát bóng ít ra phải. Chỗ có là ít nhất là có 1 mét. Yeah. Trừ khi nó không có đất của chị. Này, này, điểm cho cầu muối. 25 đều. Đều quá cơ. Không nha, không nha, cố lên. Di chuyển về công này. Nó linh lên nữa này. Chạy ra đi. Điểm cho Tân Hòa. 26, 25. Sao không hay mắt. Chuyển lên. Ba tổ chức hai. Chết hai điểm và Tân Hòa là đi 27-25. Tân Hòa không có 27-25. Lại phải lấy xét ba các bạn. Xét ba bắt đầu. Em đánh vào trong Tân Hòa gần mà này các bạn. Cầu muối xa mà này các bạn. Điểm đầu tiên dành cho đội cầu muối 1-0. Chúc mừng đội tuyển sinh viên đã vào chung kết. Trận tập đấu của La Trại và Đồng Vĩ. Điểm cho Tân Hòa 1 đều. Bây giờ ông thầy của đội tuyển Đồng Vĩ ra đăng ký ra sân thi đấu. Tập bóng ra ngoài sân. Đi cùng với đội em gọi là điểm cho Tân Hòa. Thế là xong. Cân mì để tôi mà cân xương. Đắp. Là bóng tốt. Điểm cho Tân Hòa 3-1. Đổi đi vào số 7 xuống cho cái Hiền lên đấy đi. Nhưng mà nó đập ở dưới nó quen rồi. Điểm cho Tân Hòa 5-1. Đá bóng thua rồi, không đi được nữa. Đi. Người ta thua mà không đi được. Điểm cho cầu muối 2-4. Anh đổ cho Hiền đi anh ơi. Con. Điểm cho cầu muối 3-4. Đổi luôn cả chuyển 2 đi. Không có chuyển 2 đâu bóng mà đánh. Chuyển 2 đứa này nó chuyển đẹp. Đẹp rồi. Đẹp như thế, nêu đẹp như thế. Nêu thế là được. Chuyển xa thế. Cái sức bật nó tốt thế. Chuyển đấy, chuyển lao vào lối thế đấy. Nó không phải quả, nó quả kia chứ lại quả nào. Nó chuyển là thế đẹp đấy. Nó vàng chuyển quá tuyệt. Quá đẹp. Quá đẹp chẳng qua bắt bước một lên không ấy thì nó. Điểm cho cầu muối. Bốn đều. Gì đi chị nhỉ? Nêu như thế mà bóng lại. Cái con ánh nó truyền được con Hiền này hợp hơn. Ý là như thế. Đấy, nó phải hợp. Chứ không phải là đâu, không phải là nó truyền không đẹp. Mà đấy truyền ngửa như thế thì là ánh là sao mà ăn được. Trang thích ngửa hay là thích lao? Nó sức bật tốt đấy. Nếu mà cao như thế cái linh bình thường như con linh mà bên kia mà cao thế nó thích không đáng được. Có phải đứa nào bóng như thế nào đâu. Điểm cầu muối 5-4. Em nhìn thấy cái bánh truyền hợp đấy, như cái linh địa cao con đánh được đấy, nó phải nó tùy theo hợp như cái con áo đỏ hai con áo đỏ là đều hợp em này. Điểm cho cầu muối 5 đều.
Tướng Ngọc bật chả gà. Chuyển cho công muối 6 năm. Phát bóng ra ngoài. Điểm với Tân Hòa 6 đều. Đó, hai đĩa, à, hai cân, ba đĩa thì hơn hơn. À, do trò chuyện rất nắng nên là ban huyện là cũng rồi này. Điểm cho cầu muối 76 muối cuối thân vậy. À, chị dưới đi. Má ngoài trong này để làm hồ đấy. Hai là mùng bảy rồi. Điểm cho cầu muối 86, hai đội đổi sân. Xếp 3 đánh 15 quả, 8 quả hai đội đổi sân. Cho ăn thịt trong tổ toàn là bị yến nữa ăn là tết. Đau vậy chưa đâu. Số 7 nó đánh đa năng nhỉ. Số 7 đấy. Đây các bạn ơi. Số 7 à? Không biết ở đâu mà đánh được cầu muối. Nhìn thấy là điểm cho cầu muối 96. Mình ngồi lạnh nhé chị nhé. Ừ, mình thấy lạnh. Nó báo rét đấy hôm mà chơi thấy rét. Điểm cho cầu muối. Báo hôm nay rét đấy. Báo hôm qua. 16. Bảo hôm nay mưa rét rồi, chả biết mưa đâu. Như thế này nó mới chạy này sẽ mưa phải lắm. Mưa cái sân này đánh chạy ra ngoài này. Độc tí tròn tròn này ra ngoài. Rất hay. Vào sân đấy. Ở bên nhà thì ấy, đây các cô thì các cô hình của mình các sân để làm thủ tục để la lẻ đội chị Luận nhỉ, chị Luận, đây, chị Luận ơi, cả các, chị Luận này, các, chị Luận cầu thủ cái áo vàng kia nó chuyển rất là đẹp, nhưng nó hợp với cái hiền thôi chị, cái ấy nó chuyển cũng đẹp bằng cái áo vàng kia nhưng nó lại hợp với cái hiền hơn, chị xem vào xem, chị không đi chuyển nào là thấp cái linh này này đi chuyển nó ví dụ như ca nó có thấp thôi lại phải thu mỗi người một kiểu, cái trang này phải giãn cái đứa đấy Tân Hòa 17 trang này phải giãn siêu cao. Ờ, trang là phải cao, cái linh này lại thấp lại thu, trang là giãn tiên cao, các em nhau cao em cũng không đánh được, có vẻ là giống nhau đâu. Đẹp mấy người này mấy công này nhưng mà không hợp với công khác ấy. Thủy kia kìa. Điểm cho cầu muối 11 7. Chưa đứa nào thích cao bằng cái thủy. Bên này lại được rồi. Chắc là thắng 11 rồi còn 4 quả nữa. Điểm cho Tân Hòa 8 11. Mắc. Không úp được sang. Đâu nó vào cổ. Điểm cho cầu muối 12 8. Cố lên 3 quả nữa thôi. Người ta cao người ta mới làm được như mái nhà. Rồi trong tay con gái con chị em điểm cho cầu muối 13-8. Cái con bé mà chồng anh ấy, nó cũng thấp thấp nó toàn ngồi con đánh còn ai ngồi vài tuần cũng giống xem nào chị đánh bật lắm ở ngoài
chạm rồi à? Chạm rồi à? Đây này thắng rồi. Điểm cho cầu muối 14-8. Mà em toàn chơi kiểu thế, xong rồi đến lúc bắt đầu xuống là mày chị mẹ tay vào lưới. Em chắn hai kiểu này thế, xong lúc xuống thả tay thì mình lại không có dây. Xong rồi em lên này xuống này, thế chị mẹ lưới. Xuống này chị mẹ lưới. Ôi, đứng này này. Đấy, thì như em chị đoạn hai chắn thế nào? Kiểu chị thấy cái con đấy ở dưới kia nó nhảy, nó ngồi trên đây này, xong nó bật lên. Kiểu bay mình mẹ lên. Còn bảy này, sao con nhảy phát lên là tay rơi luôn. Nhưng mà đấy là chị thấy. Đấy là cái cầu muối Tân Hòa 15-8.